luôn quý vị. Dạ yeah. Rất nhiều vận động viên aerobic là nữ, nhưng lần đầu tiên có một câu lạc bộ aerobic BD của chị nha. Bây giờ ai chưa có vé mình giơ tay thì em mỗi đồng phục vụ tận nơi tận chỗ luôn. Các trai xinh gái
dục mà bận quá chạy xuống là làm bán vé liền của quý vị, và chạy vé đầu là sẽ mở hàng. Quý vị ủng hộ nhanh tay thì em rất cảm ơn luôn. Ai chúng ta dám giơ tay lên một vé 20 và nếu mà quý vị đoán được chạy, chúng ta sẽ có sự sở hữu và một cái vòng quay quà tặng chứ rất nhiều tặng phẩm giá trị khác nhau. Nếu bàn tay vàng quý vị quay quà số 1, chứng tỏ quý vị hốt quà 600, quà số 2 800, quà số 3 1 triệu, quà số 4 nhẹ nhàng 1,2 triệu. Đó, tùy theo bàn tay quý vị nha. Trời ơi, bữa nay anh Thanh khác quá. Một con người khác, có phải là anh Thanh của hàng ngày hay không? Có không? Trời ơi, thấy cưng quá. Trời, cái khúc này còn 6 cái khúc nè. Năm ngoái cũng có đứa làm gì là nghỉ ngủ rồi. Mới em đánh vỗ anh qua xuống. Hay quá, hay quá luôn. Em ơi, trước khi mình đi tập yoga thì mình nhớ mình giờ vệ sinh ở dưới trước nhá. Chị bẻ dáng của em và chị nó thấy nó thối quá. Trời ơi, ê. Trời đó, là trời. Nó nghe nè, à, mình ra đây bẻ được không? Cái mặt mình lép lấy 500 triệu được. Nó bẻ xong nó đi gì luôn á. Em ổn không? Sao sao ổn không? Em thấy cái môn yoga này nó giúp ích gì cho mình? Khỏe đó. Chính thưa quý vị, đây là một trong những bộ môn hiện tại đang hút đức và hút khách nhất của đang hút khách nhất hút khách nhất của phòng gym chúng em. À đó, phòng gym này tưởng yoga là yoga học quẹt đó, sao má mà được xem xỉu thật sự luôn. Dạ kính thưa quý vị, khi mà quý vị vào đây tập gym thì quý vị có thể ghé qua gian hàng của chị Hiếu My để mua nước quý vị nha. Đó, chị Hiếu My ơi, lấy cho khách 2 chai Rima chị. Hả? Đây, chị bán nước. Em ơi, cái quần mình bị đắt nghe em. Về nhà mua cái quần mới tặng em ơi. Sao mà ăn mặc mà không để ý gì hết trơn á, má ơi. Nó giống như là cậu nhìn trên nó đâu gì đó. Trời, ai cứ xuống đi. Sao bà bé có nhỏ nhỏ ra chảo? Bà chối vô chảo cái gì? Trời, bà gỡ nào? Thì mình thấp cái súng đi bắn con nhện đó. Ờ, ta làm được với tôi không? Rồi là bước mình nằm xuống mà làm coi. Nằm xuống đi. Ta đâu có ngu. Tại sao không ngu? Ta làm tao nghỉ ngủ rồi con ta nuôi. Tôi nuôi cho. Đó, nằm xuống. Làm. Tao không có làm được, phải làm. Trời ơi trời, ai đi đây quay quý vị đang đến với chương trình PT Lumi 1-1 nha quý vị. Dạ. Rồi, bà chữ ô nhiễm bữa nay ở trong mà bạn cái gì mà bà làm không được. Bà còn bao cao thế gì. Trời ơi. Ôi, tại sao cho mình cái đồ kia hả làm? Con chuột cống chẳng nhiều gì. Nhìn đó quý vị, không có giống mà tập yoga, giống là đang là huấn luyện thải cẩu vậy đó má. Thôi vô đi chị. Tay lên. Y chang luôn, vô thay một đồ là y chang luôn, tông sát đồ đen nãy, đồ đen đó. Vậy mà nó tướng vậy đó mà dám từ đập tụi mặc đồ ôm bó sát. Má ơi ghê quá, má sát thủ người ta luôn kìa má. Rồi vô đi, nhà ai à? Rồi mời Taylor Swift. Nãy biểu chị kêu đó, lẽ là đã xong rồi đó, chị kêu nó cứ chồng nhã vậy đó. Mày cái gì đó, con cái gì